ao hồ, kênh mương. Ngoài đường hay trong khu dân cư luôn trong tình trạng ngập rác và bốc mùi nồng nặc. Một số hộ dân đã phải bỏ nhà ra đi. Sao hồ ảnh hưởng nước lên, mát được nước không dùng được nữa. Không dùng được. Giặt càng ngày càng tấn. Giặt áo thì áo đờ, áo đời, áo vang. Áo vang chú. Rồi là ngã ngựa trong người đây ghê lên luôn. Bị khẩu trang hay vây kín màn khi sinh hoạt là cách mà bà Lục và một số hộ dân thường sử dụng để chống lại sự tấn công của ruồi muỗi. Đấy là mình nghĩ chứ mà mình tôi học tôi con, hàng 15 con, 20 con này. Hân vô hân đầu nó tất cả tôi lua đây, bắt được á, cũng phải bãi được á. Người dân lo ngại bãi rác ở gần khu dân cư lại ở đầu nguồn, ứ đọng lâu ngày, gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước và phát sinh bệnh tật. Tôi sợ nhất và lo nhất, tức là cái nguồn nước này sẽ dẫn ra đến dân và ngấm vào trong lòng đất và trong lòng giếng của người dân sử dụng hàng ngày. Mà hiện tại bây giờ đã xảy ra có rất nhiều giếng đã bị là cái nguồn nước này ngấm vào là đen như mực rồi. Bãi rác Phương Thành có diện tích trên 3 hecta, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10 tấn rác của cả huyện Đức Thọ. Tuy nhiên sau Tết, lượng rác phát sinh ngày càng nhiều, cùng với việc đổ trộm rác từ các huyện lân cận như là Hương Sơn, Vũ Quang khiến bãi rác trở nên quá tải và ô nhiễm. Tôi sẽ xử lý tồn tại bãi rác đó. Thể xử lý bãi rác đó để đảm bảo khỏi ô nhiễm môi trường. Nếu bãi rác này vẫn tồn tại thì các hộ dân thì thể thức theo nguyện vọng của người dân. Nếu xét thấy người dân mà có nhu cầu để rồi di chuyển được thì chúng tôi sẽ trách nhiệm sẽ ban đạp để thực hiện theo đúng quy định. Trước việc quá tải của bãi rác, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ đã cho tạm dừng việc tập kết rác vào bãi. Tuy nhiên một số lái xe lại cho tập kết rác ngay cạnh đường đi và lấp rác một cách tạm bợ như thế này. Làm thế nào để xử lý bãi rác ô nhiễm, đảm bảo cuộc sống cho người dân vẫn là câu hỏi cần lời giải từ các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh.